đâu hả? Đi chửi cái con này một cái. Nhà chị có hai cái bàn nạo dừa hả chị? Chị biết vợ chồng chị đều hô cưng, hô đều hai đứa vậy. Bởi vì người ta nói trời sinh cặp nồi nào giống đó đó, chồng hô thì vợ cũng phải hô đó. Nhưng mà nhìn góc này thì chị cũng không hô nha, góc này chị cũng không hô nha, có mỗi chồng chị hô thôi. Nhưng mà quan trọng là kêu ổng đi làm răng ổng không làm. Ổng nói ổng không có quan trọng vẻ bề ngoài, tiền ổng để dành cho vợ cho con ăn xài thôi. Chứ có vợ rồi gái nó cũng không có để ý đâu. Rồi người con gái tinh nhung có cái nét đẹp mỉm miều nghiêng thùng đổ nước chim bay cá lội trời đánh mà phải rọi đèn pin á, mình bớt chê được không? Mình chơi gì ta buồn ta tự ái mới đầu tính chửi rồi đó, bực lắm đó chửi. Nhưng mà ho vô trang cá nhân không có gì để chửi hết trơn á nha, mình nói nhỏ nhẹ vậy thôi, mai mốt đừng chơi người ta. Ví dụ như mình coi mình không thích ta, mình lướt mình chặn luôn, đừng nói gì buồn. Nhà chị có hai cái bàn nạo dừa á chị, trời tuổi thân lắm luôn á. Khóc nha, khóc đó, nhớ đừng chê người ta nữa nha. Mình đẹp thì mình hưởng đi, trời cho mình nhan sắc mình hưởng đi, còn ta bất hạnh ta mới nhan sắc thì ta chịu thôi. Nói vậy ta buồn biết không?